các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là ba cô giáo các bạn đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì bạn có thể xem qua video clip. Nếu thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen thuộc với mình rồi thì chào các bạn lần nữa. Mình là Andy của Tarot Bánh Quy. Thì đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self love, chữa lành, phát triển bản thân giữa đáng tuần, giữa đáng tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ của Andy thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một chủ đề cũng mới mới. Nó là theo gu của họ thì bạn nằm ở tầm nào. Thì nói chung thì cái này nó cũng chỉ là tham khảo thôi, chứ cũng không hẳn thực tế là người đó đánh giá bạn ở tầm đó đâu ha. Thì các bạn hãy xem cái chủ đề này theo kiểu là vui là chính, còn nếu đúng thật thì là 10. Thì các bạn có tụ 1, tụ 2, tụ 3, thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Chào các bạn chọn tụ 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi là theo gu của họ thì bạn cỡ tầm nào. Các bạn có lá 13, lá death. Các bạn có hăng gịch men. Bài gì ghê. Bạn có 1 tiền. Chúng ta có 2 lá ẩn chính, 1 là lá 13, lá 12, xong rồi lá 1 tiền. Thật ra theo gu của cái người, theo gu của họ thì người này á, họ đánh giá bạn là một người khó gần. Tại vì cái lá 13, lá đét ở trong cái bộ bài này á, là một cái người quá phụ. Mình cảm giác người này họ nghĩ rằng trong bạn có khá là nhiều tổn thương, có khá là nhiều cái tâm tư, tình cảm, những cái vấn đề mà ở đó họ cảm nhận được, họ có thể cảm nhận được, có thể là qua gương mặt, qua biểu cảm, qua cuộc sống, hoặc là qua những gì mà bạn chia sẻ với họ. Là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là người này á, họ không phải là họ nghĩ rằng bạn là người khó tính, nhưng mà trong cái nét buồn của bạn, trong cái nét của bạn, nó có cái gì đó nó rất là thu hút họ, bởi vì một cái sự trưởng thành, một cái gì đó của già đời, một cái gì đó của từng trải, một cái gì đó của những người có thể hiểu được những cái vết thương lòng, những cái nguyện vọng, những cái mong chờ, những cái khát khao về yêu thương. Tức nghĩa là người này có thể cũng họ cũng mang một cái nỗi buồn, một cái tâm tư gì đó na ná với bạn, nên khi họ nhìn bạn là họ cảm nhận được một cái sự đồng cảm, một cái sự thương cảm, một cái mình cũng cảm giác giống như là một cái người mà đôi khi họ thương bạn chứ không phải họ yêu bạn á. Rồi theo cái gu của người này á, thì có vẻ như người này thích ngược, hung men. Đối với hung men này á, thì nó cho mình cái cảm giác của việc là một người họ nghĩ rằng bạn có nhiều cái tính cũng ngang bướng lắm, bạn cũng có những cái sự gọi là cứng đầu, có những cái mà họ nói không được hoặc là nói bạn không nghe. Họ nghĩ rằng là cái người này có nói cũng như không, chỉ có nước là trối nó lại rồi cột nó lên, kiểu giống như là chỉ có như vậy á, nó mới nghe lời thôi, còn lại chắc khó nghe lắm. Nói chung là nó nói bạn lì đó. Theo cái gu của người này á thì họ đánh giá là lì đó. Rồi ngoài ra nữa đó là có thể nha, người này thích những cái người mà trong mũm mĩm hoặc là trong khá là phúc hậu, hoặc đơn giản là trong có một không biết sao, nhưng mà mình cảm giác là đầm người, mình cũng quên cái từ đó rồi, nhưng mà đầm, chắc đầm người á, một cái người cho họ cái cảm giác của việc gọi là mình không gọi là nắng bóp hay là sờ mó, nhưng mà nó kiểu giống như là người này có vẻ là người thích ôm ấp, là người thích gần gũi, là những người thích có skinship. Đại loại nó giống như vậy. Rồi cái gu của người này là một cái người ăn mặc gọn gàng, tươm tất, có gu về ăn mặc, hoặc ít nhất là có một cái sự thoải mái nào đó, một cái tính cách mình cảm giác đơn giản, không phải là một người quá cầu kỳ hoặc là phức tạp. Có thể là trong cái suy nghĩ của người này, một người càng thật lòng, càng rõ ràng, có một cái chút gì đó dị dị, có một cái chút gì đó khác người bình thường một chút xíu. Tức nghĩa là cái góc nhìn của bạn, cái quan điểm của bạn, cái suy nghĩ lập luận, hoặc là những cái cách mà bạn nhìn á, cái vấn đề á, luôn luôn khác người khác, đôi khi nó cũng là một cái điểm hấp dẫn người này. Bạn có lá 1 tiền,
bạn chắc chắn là một cái người đúng gu của họ. Nói chung là mình cảm giác là cái gu của họ làm sao á, thì bạn thỏa chắc cũng phải 8 trên 10 hoặc là 7 trên 10 rồi. Tại vì một tiền là chắc ăn là đúng gu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là một tiền là bạn phải có một cái giá trị nào đó, bạn phải là một một cái giống như mình nói là cái đồng tiền ở trong cái bộ bài này, một tiền trong bộ bài này là một cái đồng tiền kỷ niệm, một cái đồng tiền mà nó mang tính gọi là dùng để trưng, không phải là dùng để dùng. Cái thứ hai nữa là dùng để lưu giữ, thì có thể là họ xem bạn là một người khá là quan trọng, hoặc ít nhất là có một cái giống như mình nói một cái giá trị lưu giữ, dù nó không về mặt gọi là vật chất nhưng mà nó sẽ lưu giữ theo dạng kỷ niệm là ký ức. Có thể bạn là một người cho họ một cái cảm giác của việc đó là yêu thương, hoặc đơn giản là một cái người mà họ nghĩ rằng bạn xứng đáng được yêu thương. Tại vì cái một tiền trong cái bộ bài này mình nó được lưu giữ trong một cái hộp, một cái lọng kính luôn á. Với lại trong cái đó nó có hình một cái vị thiên sứ, thì dĩ nhiên mình không nói là người này mê đắm bạn theo kiểu giống như là thiên sứ hay cái gì, nhưng mà có vẻ như người này có một cái sự trùng hợp nào đó giữa bạn với họ. Tại vì bạn có lá death, bạn có lá hangman mà bạn có một tiền, nó tức nghĩa là có một cái nợ nào đó ở đây, một cái mình không gọi là duyên được, tại vì death thì thường thường nó sẽ là không có, nó không phải là duyên, tức là một cái nợ nào đó, một cái gì đó đến với nhau để trả cho nhau một cái nợ là một tiền. Còn cái duyên này á, nó chỉ là một cái, người ta nói là có nợ duyên chứ không phải là duyên nợ, nợ rồi mới tới duyên. Thì cái mối quan hệ này có thể sẽ dừng chân ở lại là tri kỷ, là hoặc là một cái người mà có thể là giúp đỡ nhau hoặc là hỗ trợ nhau trong cái chặng đường đó. Đó là một người ha. Bây giờ mình đang ba lá dưới, chúng ta có ba kiếm, chúng ta có the devil và chúng ta có lá eight of wands. Trong eight of wands, three of swords với the devil, đối với mình ba lá ở phía dưới mà hỏi gọi là trong cái gu của họ thì bạn nằm ở cái thang điểm, hoặc là bạn nằm ở cái tầm nào á, thì đối với cái người ở dưới á, thì mình cảm thấy thật ra bạn là một người khá là thu hút nha. Bạn có ba kiếm, bạn rất là thu hút người này, và cái điểm thu hút này nó là một cái gì đó, nó vừa mỏng manh mà nó vừa bén. Bạn tưởng tượng đi nha, mình sẽ để cho các bạn tưởng tượng ha. Bạn thấy cái ba cái kiếm ở đây không, và cái bông hồng này nó rất là lắt léo, nó luồn lách qua đúng những cái kẽ hở của cái kiếm và nó mọc lên và nó không bị đứt nha. Tức nghĩa là nó người này á, trong cái gu của họ hoặc là trong cái cách nghĩ của họ về bạn có một cái sự thông minh, bạn có một cái đầu óc thông minh, một cái sự nhạy bén, và kèm theo đó cũng là một cái bông hồng, tức nghĩa là bạn có một cái sự lôi cuốn hấp dẫn nào đó với người này. Chắc chắn bạn phải có, mình không chắc là gương mặt của bạn nó như thế nào, nhưng mà có thể bạn có một cái gương mặt hơi góc cạnh, hoặc là xương, hoặc là đại loại ngay cả khi bạn bạn béo, bạn hơi tròn cái mặt của bạn, thì có thể bạn sẽ có chân mày, hoặc là có ánh mắt rất là bén, hoặc bạn có mũi cao. Nói chung là những cái gì mà nó nhô nhô ở trên mặt bạn á, hoặc là một khuôn miệng mà hoặc là gò má cao, hoặc là một cái trán rất là sáng. Nói chung bạn có một cái gì đó ở trên gương mặt á mà nhìn vô á, là nó là cái nét đặc trưng liền luôn, và nó khác so với đại đa số người khác. Tức nghĩa là người này cảm thấy bạn là một người khá là, mình dùng từ có chữ thông minh, hoặc là một cái gương mặt mang tính gọi là người ta nhìn vô người ta thấy chữ chữ sắc sảo, nhưng nó không phải là một cái sắc sảo theo kiểu là bén ngót hoặc là một người lạnh lùng, mà là cái nét đẹp của một cái người có một cái sự thông thái, một cái sự thông minh, một cái nét đẹp toát lên luôn á, mình dùng từ toát lên á. Nhưng mà ba kiếm á, thì có thể giống như là hơi khó gần, có thể là bạn hơi giữ khoảng cách, hoặc là bạn luôn luôn là một người hơi chừng mực. Cái thứ hai nữa là bạn có the devil, thì theo cái gu của người này á, bạn cỡ tầm nào, thì the devil ở đây á, thì người này là một người họ cho rằng á, bạn có một cái sự kiểm soát, hoặc bạn là một người cũng khá là độc lập, hoặc là bạn có một cái khuynh hướng gọi là kiểm soát. Bạn có thể là một người đôi khi hơi hơi bảo thủ, hoặc là trong cái cách mà tiếp xúc với người khác, hoặc là cái cách làm việc á, có thể bạn đôi khi hơi 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 giữ chừng mực, hoặc là đại loại giống như là có một cái gì đó nó mang tính gọi là tôi nghĩ tôi muốn và tôi sẽ như thế này,
Hoặc có thể cái the devil này là cái là bản chất của cái người đó, tức nghĩa là họ là một người cũng khá là khó gần, cũng khá là chuẩn mực, là gia trưởng, là quyền quy, là một cái gì đó nó mang tính gọi là hơi mang tư tưởng của gia trưởng, của truyền thống, của đạo giáo, của những cái gì nó mang tính chuẩn mực và nó mang tính yêu cầu á. Hoặc là một người có khuynh hướng kiểm soát, là một người có khuynh hướng thích kiểm soát. Theo cái gu của người này á, thì bạn cỡ tầm, mình cảm giác giống như là trong bạn có một cái sự trưởng thành, kèm theo đó là những cái sự khó khăn. Và cái trưởng thành vẫn cái khó khăn này nó thể hiện qua gương mặt của bạn luôn. Tức nghĩa là qua cái cách mà bạn sống, qua cái cách mà bạn thể hiện, qua cái cách mà bạn hành động, qua cái cách mà bạn nghĩ, hoặc là họ tiếp xúc với bạn rồi á, họ nghĩ rằng có vẻ như bạn là một cái gì đó mà kiểu giống như là nó khá là o ép, hoặc là đại loại là đâu phải đúng đó đó, chứ họ cảm giác bạn không phải là người mà có thể dễ xâm phạm đâu, giống như là để chạm được tới ông này là phải vượt qua hết nguyên một mớ lâu la ở đây vậy đó. Cái cuối là bạn có 8 gậy. Thật ra nó hơi, mình cảm giác suy nghĩ của người này nó hơi bị mâu thuẫn á, bởi vì mới lúc trước còn nghĩ là rival nhưng mà sau lại là 8 gậy. 8 gậy trong bộ này là đồng tâm, là hiệp lực, là một cái người khác là dùng từ sao ta, thân thiện hả, hoặc là kiểu giống như là người biết đoàn kết. Nhưng mà mình nghĩ cái ý của người này ở đây đó là bạn là một người biết lúc nào nên một mình, lúc nào nên nhiều mình á. Tức nghĩa là họ nghĩ rằng bạn luôn biết cách để kết nối, hoặc là tại vì có sự kết nối, bạn luôn biết cách để kết nối, chỉ là cái tính của bạn á là cái kiểu người á, thích một mình nhiều hơn là thích nhiều mình. Nhưng mà khi cần làm việc teamwork, hay là khi mà cần phải có kết nối với người khác, bạn vẫn biết cách. Hoặc nha, 8 gậy này nó liên quan đến cái việc là bản thân bạn có một cái sự khác biệt so với mặt bằng chung. Bởi vì khi mà mình nhìn vô ba cái lá ở dưới á, bạn luôn luôn có một cái gì đó, một cái điểm nhấn, giống như này là điểm nhấn là hoa hồng, cái này điểm nhấn là con quỷ, cái này điểm nhấn là cái đèn. Tức nghĩa là trong tất cả những cái người mà họ từng tiếp xúc, hoặc là trong cái môi trường mà họ tiếp xúc, bạn có một cái sự khác biệt nào đó so với cái mặt bằng chung. Và cái gu của người này là một cái người mà mình cảm giác giống như là biết người ở đâu, biết mình ở đâu. Tức nghĩa là bạn cần phải hiểu được cái giá trị của bạn ở đâu, bạn phải có một cái sự riêng biệt nào đó, bạn phải có một cái dấu ấn nào đó. Thật sự người này để ý bạn bởi vì cái dấu ấn, cái sự riêng biệt, bởi vì cái sự tỏa sáng của bạn có thể nó không phải là thứ tốt nhất, nó không phải là thứ xịn nhất, nó không phải là một cái gì đó quá xuất sắc, nhưng mà theo người này á, bạn có một cái sự hấp dẫn, bạn có một cái sự lôi cuốn, một cái gì đó nó luôn luôn gây chú ý ở họ, hoặc là bạn biết cách để gây chú ý họ. Chào các bạn, cho tụi số 2. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn ha. Thì để coi là theo gu của người này thì bạn cỡ tầm được bao nhiêu, thì bạn cỡ tầm nào. Bạn có lá Six of Cups, bạn có lá Four of Swords, và bạn có lá Ten of Wands. Ba lá này lên mà hỏi là theo gu của họ thì bạn ở tầm nào. Theo gu của người này thì bạn ở một cái tầm á. Thứ nhất á là sáu góc, thì người này họ xem bạn là một cái option, mình cảm giác là một cái lựa chọn. Thật ra mình không thích lá sáu góc trong bộ này, bởi vì nó giống như một cái cửa hàng. Nó không phải là một cái cửa hàng, mà nó giống như một cái người ta gọi là mấy cái nơi mà gọi là lầu xanh đó bạn. Giống như là bạn có tiền nhiều thì bạn sẽ gặp được người đẹp, người xịn á. Thì sáu cốc trong bộ này nó đúng nghĩa là như vậy. Thì mình không nói người này xem bạn là một cái lựa chọn theo kiểu là hàng hóa, mà chỉ là theo cái tiêu chí, theo cái chuẩn mực của họ, hoặc là theo cái gu của họ. Thì thật sự bạn không nằm trong top cao đâu, bạn giống như là top 10, top 10 đi. Thì ok, có thể bạn top 10, top 15 không, hoặc có thể bạn nằm trong top 15 nhưng không phải top 10, hoặc có thể là nằm trong top 10 nhưng bạn không phải là top 3 hoặc là top 5. Tức nghĩa là bạn luôn luôn nằm ở ngoài cái rìa, chứ không phải là cái ở trong, nhưng mà bạn vẫn nằm trong một cái nhóm an toàn. Bởi vì theo họ, bạn có những cái tính tốt mà họ cần. Chẳng hạn giống như ví dụ nha, ví dụ như mình ví dụ chẳng hạn như là một người con gái thì thường thích một người chung thủy, một người đàng hoàng, đứng đắn, một người có sự nghiệp, hoặc là ít nhất họ cũng giỏi về công việc và cuộc sống, là một người cũng biết yêu thương chăm lo cho mình, là một người không phải ngoan hiền mà kiểu giống như là ga lăng, hay là sống lương thiện, ví dụ vậy. Thì bây giờ bạn có thể còn có thêm đẹp, nếu có thêm đẹp trai thì tốt, có thêm nhà giàu nữa thì ngon, ví dụ vậy ha. Thì bạn có thể không có nhà giàu, bạn không có đẹp trai, bạn không có sáu múi, nhưng bạn đảm bảo được có yếu tố là chung thủy nè, chung tình nè, tốt với họ nè, ngoan hiền nè, có công việc, thì tức nghĩa là bao nhiêu đó là đã đủ điểm để vô vòng trong. Nhưng mà
Nhưng mà để người ta yêu bạn hoặc là người ta lựa chọn bạn thì nó còn phải có thêm giống như đẹp trai, khoai to, nhà giàu gì đó, hoặc là xinh trai xinh gái, nói chung là có cái gì đó thêm nữa thì nó tốt hơn, thì bạn chỉ nằm ở mức đủ thôi. Cái thứ hai nữa, bạn có bốn kiếm thì theo cái gu của người này á, cái mà bạn có nữa là sự chủ động. Bạn khá là thích họ, hoặc là bạn khá là quan tâm tới họ, hoặc là bạn khá là một người biết nghĩ, hoặc ít nhất bạn cũng luôn luôn để tâm tới họ. Nói chung người này thích được chú ý. Người này là một cái người mà theo kiểu là có thể họ không chủ động trong mối quan hệ, cũng có thể họ là một người kén chọn trong một mối quan hệ, nhưng mà cái người nào mà quan tâm họ nhiều, cái người nào để tâm tới họ nhiều, cái người nào mà thích họ nhiều, cái người nào mà chú tâm tới họ, để tâm để từng ly từng tí, thì họ có vẻ như sẽ cũng động lòng. Tức nghĩa là kiểu như mưa dầm thấm đất á, thành ra họ đánh giá bạn là một cái người mưa dầm thấm đất. Thành ra theo cái gu của người này á, thì họ cảm giác là à, cái má này hoặc là cái người này ok, có một cái sự tận tâm, có một cái gì đó mà kiểu giống như là mình có thể, giống như nếu không phải là option đầu tiên thì chắc chắn sẽ là option thứ hai, bởi vì bạn tốt ở những cái mà người khác không có, hoặc là cái người họ thích họ không có. Tức nghĩa là mình vẫn cảm giác giống như là bạn luôn 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 là backup plan đó, bạn luôn luôn là một cái lựa chọn an toàn, nhưng nó không phải là cái lựa chọn hàng đầu. Và dĩ nhiên cái điều mà người này đánh giá bạn á, nó là một cái kiểu là giống như anh rất tốt nhưng em rất tiếc á, nó kiểu giống giống vậy. Bạn có 10 gậy. Thật ra mình thấy là người này họ biết rằng cái tình cảm của bạn dành cho họ là như thế nào, họ đánh giá cao về cái điều đó, và thật ra họ cũng nhận và họ cũng đáp lại cái điều đó với bạn. Chỉ là ở một cái mức độ nào đó, theo cái quan điểm của người này á, cái mối quan hệ này cần thời gian, hoặc ít nhất là nó cần thêm những cái gì đó nữa. Còn thêm cái gì thì mình không biết, hoặc là bản chất người này thêm cái gì thì họ cũng không biết đâu. Tại vì mình thấy cái 10 gậy trong cái bộ này đó là nếu một ngày nào đó tôi gặp được một người nào đó đúng với gu của mình, hoặc là nếu một ngày nào đó bạn trở thành một cái người nào đó đúng gu của họ thì họ mới quen. Tại vì mình vẫn thấy bạn không phải gu, mình thật sự là mình cảm giác bạn không phải gu, chỉ là bạn tốt tính, bởi vì bạn là một người mình dùng từ giống như là một người đàn ông đúng nghĩa theo chữ đàn ông đó, thì ok, thì đàn ông, nhưng mà tôi thích một người ABCD thì bạn có vẻ như nằm lệch về cái hướng đó nhiều hơn. Với người này mình thấy họ cũng khá là rõ ràng với bạn trong cái câu chuyện tình cảm. Tức nghĩa là có thể lúc đầu mới quen thì họ có thể là hơi bóng gió một chút xíu, nhưng mà sau khi mà đã tiếp xúc rồi thì người này họ nhận ra rằng á, thật ra cái kiểu người mà họ thích đó, hoặc là cái gu người mà họ thích không phải bạn, mà họ họ cũng muốn nói cho bạn biết, giống như là nè, giống như là có thể tôi bận đồ đỏ đó, anh cũng bận đồ đỏ đó, nhưng mà tôi thích ông bận đồ xanh, chứ tôi không muốn thích mấy người bận đồ đỏ giống như tôi, ví dụ như vậy. Ở dưới thì chúng ta có kỵ sĩ cốc, Knight of Cups, The World và có The Wheel of Fortune chứ, và Six of Pentacles. Tụ này hả? Bạn có phải gu không, phải bạn có phải gu mà theo gu của họ thì bạn có tầm nào? Theo gu của cái người thứ hai này á thì bạn ở tầm, nói chung là tầm mê đắm đó. Tầm mê đắm là sao? Thứ nhất á, là người này thích bạn, mình chắc chắn một điều cam đoan luôn, người này thích bạn bởi vì trong mắt họ chỉ có bạn. Ở đây sẽ có một số người thuộc nhóm LGBT trong đây ha, sẽ là tình cảm mà dạng gọi là đơn phương ha. Tại vì mình thấy cái lá The Wheel này nè, hai đầu đập vô con mắt của mình liền là con cáo với con cù, mà bạn biết là cáo với cù là không có liên quan gì tới nhau rồi đó, mà kiểu giống như là BD với trai thẳng á, hoặc là gái thẳng với gọi là ô môi đó. Nói chung là nó sẽ hơi là hai cái thế giới mà tưởng giao nhau nhưng mà khác nhau xa lắm đó. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là theo gu của họ thì thật ra bạn là một cái người bạn là một cái người hơi khó gần, hơi kỹ tính, chung tình, hơi mê muội, hoặc là hơi 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 kiểu giống như là hơi bất chấp, hoặc là có một cái gì đó nó hơi lì lì. Cái lì lì này nó liên quan tới cái việc đó là bạn giống như là nha, ông này ông đứng ở trên tảng đá, xong ông giơ tay ra ông đưa cái ly cho người kia, tức nghĩa là có một cái sự cứng đầu, có một cái gì đó mà theo kiểu giống như là giờ tình cảm của tôi nè, cô nhận đi hoặc là anh nhận đi, không nhận thì tôi cũng đưa này, nhận đi, kiểu giống vậy. Mặc kệ là cái người kia họ có quan tâm không, thấy con ngựa ông đâu quan tâm gì đâu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là theo gu của họ thì bạn bạn là một cái người khó hiểu, nhưng họ lại thích những người khó hiểu.
Bạn là cái thằng nhóc ngồi ở trong cái quả quả địa cầu, xong cái mình phải là hát quả địa cầu có bốn đại dương này, dương 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 là cái giường đi ngủ, kiểu là thật ra người này họ nghĩ rằng á không có nhiều người có thể chạm tới được cái thế giới của bạn, và họ mong muốn rằng họ là cái người chạm tới được. Tức nghĩa là người này thích chơi hardcore là bạn, tức nghĩa là thích chơi game gọi là chế độ khó đó. Họ cảm giác giống như là bây giờ nè, giống như họ chê bạn là một cái người si tình mê đắm ngu muội, thì họ cũng chính y chang như bạn vậy, họ cũng là một cái người si tình mê đắm và ngu muội, cũng muốn bước chân vào cái thế giới của một người gọi là khó gần, khó hiểu và khó đoán, bởi vì họ tin rằng cái tình cảm của họ có thể cảm hóa được cái thằng nhóc này, hoặc là họ tin là sẽ có một cái thế giới nào đó mà cù với cáo đi chung với nhau. Tức nghĩa là cái niềm tin của người này nó bị, không phải nó bị mà là đại loại nói chung kỵ sĩ cốc thì lúc nào cũng là một người kiểu hơi 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 ảo tưởng hoặc là hơi lý tưởng hóa mọi chuyện đó, nó hơi thiếu thực tế một chút xíu. Rồi theo cái gu của người này á, thì bạn bạn vừa hiền bạn vừa dữ, bạn vừa có một cái gì đó nó rất là tốt tính nhưng mà bạn cũng vừa có một cái gì đó rất là xấu tính. Nói chung bạn bạn xấu tốt gì người này nhìn ra hết. Tuy nhiên bởi vì nó mê đắm bạn, mình thấy lớp sáu tiền này lúc nào cũng là chơi BD hết, thành ra mình cảm giác giống như là trong mắt của họ thì bạn có vẻ cù, vẻ dê, vẻ nai, vẻ bò gì, nói chung là bạn vẽ cái thứ gì đó lên trên tấm giấy của họ là nó thích. Thành ra có nghĩa là trong suy nghĩ của người này, trong cái tư tưởng của người này, bạn là một cái thế giới, bạn bạn làm cái gì họ cũng đẹp, giống như crush vậy bạn. Và cái crush này là crush theo kiểu là crush có cảm tình, có tình yêu, có hoặc là nó thể hiện ra luôn á, chứ mình cảm giác nó không phải là một cái gọi là chỉ là mê đắm ngu muội nhất thời đâu, mà cái này gọi là say đắm hoặc là trọng kỹ si luôn á. Và mình nghĩ á, là cái gu của người này á, bạn có thể là đúng gu luôn. Tức nghĩa là mình không 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 biết là gu của người này như thế nào, nhưng mà theo họ nghĩ hoặc là theo họ thấy thì bạn đúng nghĩa là có 6 đồng tiền, tức nghĩa là bạn là cái lý tưởng luôn, mà bạn 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 là người quá tốt so với những gì họ mong đợi. Bạn là một cái giống như là từ trước tới giờ tôi chỉ gặp được những người linh tinh lang tang thôi, cho đến ngày tôi gặp bạn thì bạn gần như là cái người mà tôi thấy là có tất cả những thứ tôi cần. Và họ người này ấy nha, họ biết được luôn là bạn có thích họ hay không, bạn có muốn đi chung với họ hay không, bạn có cảm tình với họ hay không, và dù có hay không gì thì họ cũng sẽ như thế thôi, họ vẫn sẽ mê đắm, họ vẫn sẽ nhìn bạn, họ vẫn sẽ để ý tới bạn, vẫn để tâm tới bạn, bởi vì trong cái người này á họ muốn rằng có một cái sự ngây thơ, một cái gì đó mà chân chất, nói chung là họ nhìn thấy bạn có một cái gì đó rất là naive, kiểu giống như ngây thơ, trong sáng, innocence. Kiểu giống như không phải là thánh thiện, nhưng kiểu không phải là mỏng manh dễ vỡ, nhưng mà có một cái gì đó ở trong bạn nó làm lung lay cái thế giới của người này gì đó, và mình cảm giác giống như họ tự nguyện dâng cái cốc đó cho bạn bởi vì họ muốn vậy thôi. Tại vì mình cảm giác là cái người này nó trong họ nó cứ mình cảm giác giống như là u mê chứ u kéo dài vậy đó. Chào các bạn chọn tổ số 3 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi coi là theo gu của họ thì bạn trong tầm nào. Đầu tiên thì chúng ta có lá strength. Bạn có lá 10 kiếm. Và bạn có lá hierophant. Theo mình thấy á, thì cái gu của người này á, nó đánh đánh giá bạn á, thứ nhất á, là bạn có một cái mình thấy có một cái gì đó là người này thích chơi cũng chơi dạng giống như hardcore, tức nghĩa là bạn có những cái người này thích chinh phục nhưng mà người này cũng không thích cái gì đó quá khó chinh phục. Khó quá thì họ không chinh phục được, nhưng mà dễ quá thì cũng không thích. Mà người này họ cảm giác giống như là có một cái gì đó họ cho rằng á, là bạn là người thích được chinh phục và bạn cảm thấy thấy như thế mới gọi là chơi. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là ví dụ nha, theo gu của họ thì là bạn là một người muốn được người ta chinh phục và bạn biết cái giá trị mình nằm ở đâu, và bạn cũng hiểu rằng cái việc mà người ta tiến tới bạn hoặc là người ta thích bạn nó phải có dấu hiệu và nó phải rõ ràng.
cái kiểu của người này họ cho rằng á, đó là nếu mà họ đến một cách dồn dập quá giống như vậy á thì có vẻ giống như là bạn cũng hổng thích, mà nếu mà họ hổng đến á, họ không đến dồn dập á, mà họ chờ á, thì họ sợ rằng á, sẽ có người khác bay vô đớp bạn. Và nhiều khi á, cái người này á, họ bị mâu thuẫn á, tức nghĩa là họ biết là họ nghĩ là bạn là cái gu của họ, nhưng mà nhiều khi họ nghĩ rằng không biết rồi bạn trong cái đầu của bạn á, bạn có nghĩ rằng họ có phải là gu của bạn không, hay là do họ tự nghĩ ra. Bởi vì á, trong cái lá Hierophant này á, thì có cái gì đó theo kiểu giống như là họ không có, họ thấy những cái dấu hiệu cho thấy rằng bạn có một cái tình cảm, một cái cảm xúc, một cái gì đó với họ, nhưng mà họ cũng tự cho rằng đây có phải là cái điều mà họ tự nghĩ ra hay không. Tức nghĩa là người này họ bị lấn cấn rất là nhiều. Rồi mình thấy cái người này họ cũng nghĩ rằng bạn không có thích bị chinh phục, lộn, bạn không có thích bị người ta nắm đầu, không có thích bị người ta quản giao, bạn cũng là một người không có thích bị người ta gọi là, họ cảm giác bạn là một người rất là chuẩn mực, rất là bài bản, rất là nguyên tắc, rất là tuân thủ theo đạo giáo, rất là truyền thống, rất là khó tính, rất là thận trọng, rất là an toàn, rất là khó gần. Nói chung là họ cảm giác để chạm tới bạn được á, kiểu giống như không dễ. Ngoài ra bạn thấy không, ở đây giống như là người này rất là muốn tới gần của các bạn, nhưng mà kiểu giống như là họ sợ nếu họ tới gần thì kiểu giống như là trở thành một cái người mà gọi là không chuẩn chỉ, không chuẩn mực, mà họ bị thu hút, họ bị lôi cuốn bởi bạn rất là nhiều. Mình cũng cảm thấy là ở trong cái người này á, họ họ có nhiều cái vấn đề lắm. Tức nghĩa là bản thân họ cũng là một cái người mà họ không biết phải làm sao với cái tình huống này. Bởi vì á, bạn là một cái người mà đã khó hiểu rồi, họ cũng là một người mà kiểu giống như là khó hiểu theo. Thành ra trong giống như bạn với người này chơi đấu trí với nhau, mình cảm thấy giống như là người này á, có khi á, họ nghĩ rằng á, là họ không phải là cái kiểu người của bạn thích. Đôi khi á, họ nghĩ rằng bạn chính là cái kiểu người mà họ thích. Ủa, mình nói sao mà mình lộn ta? Họ nghĩ rằng họ không phải là kiểu người bạn thích, đôi khi họ nghĩ rằng họ là kiểu người mà bạn thích. Thành ra từ đó họ họ cứ cảm giác giống như thôi mệt quá, kệ nó đi, bao giờ người này mà họ thể hiện ra là họ thích mình thì mình tính tiếp. Bởi vì nó cứ là lần sù quần ở trong đầu người này, nó không có một cái đáp án nào đó rõ ràng. Nhưng mà theo gu của họ thì chắc chắn bạn là cái kiểu người mà họ thích, hoặc là bạn có một cái sự thu hút, một cái gì đó rất là đặc biệt. Người này thích một người thông thái, thích một người thông minh, thích một người gọn gàng sạch sẽ, thích một người trắng trẻo, một người có một cái người mình gọi là sáng sạch và thơm. Người này cũng thích một cái người mà mình cảm giác giống như là có một cái sự thông minh, có một cái sự truyền thống, nhưng có một cái gì đó nó cũng phải mới mới. Tức nghĩa là họ không thích một người quá lố lăng, họ thích một người gọi là, mình dùng từ là nếu mà với nam là đỉnh đạt, còn với nữ là sang sang sáng sáng sạch gì đó, sáng sạch thơm, hoặc là sang sạch gì đó, sáng sẻ gì đó, đại loại nó là vậy. Rồi để coi ba lá ở dưới nha, bạn có Queen of Swords, bạn có Two of Wands và bạn có Four of Wands. Theo gu của họ thì bạn ở tầm nào? Theo gu của họ thì bạn á, mình cảm thấy là bạn ở một cái tầm gọi là xứng lứa vừa lôi ở lộn xứng lứa vừa đôi, xứng lứa vừa đôi, đúng rồi. Cái kiểu của người này á, họ nghĩ rằng á, là một người phải thông minh nè, một người phải có khả năng về giao tiếp nè, một người phải có những cái nguyên tắc, phải có những cái tôi riêng. Tức nghĩa là phải có một người phải hiểu về bản thân của họ mới được. Tại vì đối với người này, một người mà phụ thuộc họ quá họ cũng không thích, một người mà quá độc lập thì họ cũng không thích. Tức nghĩa là nó phải nằm pha pha giữa giữa khúc đó, nhưng mà đừng có chung chung, đừng có một màu á. Tức nghĩa là nếu mà bạn quá độc lập, bạn quá kiên quyết, bạn quá quả quyết, bạn quá là gia trưởng quyết liệt á, thì họ cũng không thích. Bởi vì người như vậy thì họ cảm giác không có liên kết, mà bạn quá phụ thuộc, bạn quá là yếu đuối mỏng manh, bạn quá là nhu nhược, họ cũng không thích, bởi vì họ không thích một người như thế. Thành ra bạn nằm ở cái khúc lửng lửng đó đó, nhưng mà họ cũng nghĩ rằng suy cho cùng thì bạn là một người khá là độc lập. Bạn có Queen of Swords, bạn có tất cả những cái thứ mà
họ cảm thấy vừa lòng. Tức nghĩa là trong bạn là bạn có một cái mình thấy bạn học, một là học giỏi, hai là bạn là một người làm giỏi, còn nếu không nữa là bạn luôn luôn là một người có chí cầu tiến, có chí tiến thủ, hoặc là luôn luôn biết đặt mình hoặc là tiến về phía trước. Nhưng đôi khi trong suy nghĩ của người này, bạn cũng là một người hơi chú tâm quá vào công việc, hoặc là một người nghiêm túc quá, một người serious quá, một người quá là để tâm tới sự phát triển của bản thân, công việc, sự nghiệp, hoặc là bạn là một con mọt sách, hoặc là bạn là một cái gì đó nó hơi 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 cũ, hơi truyền, bạn có quá nhiều lá của truyền thống, của tư tưởng cũ, của đạo giáo, của triết lý, của cái nhìn, góc nhìn ở bên ngoài. Tức nghĩa là những cái gì nó liên quan tới sách vở, học tập, truyền thống, đạo lý, tư tưởng, gia giáo, tôn giáo, nói chung là nó nằm hết trong đó. Bạn có một cái gì đó chữ cũ ở trong đây rồi. Người này thật ra họ cũng thấy là những cái giống và những cái khác của bạn, và họ bạn có những cái rất giống họ nhưng bạn có những cái hoàn toàn khác họ. Họ nghĩ đôi lúc đó, người này họ nghĩ rằng không biết là hai cái người này có hợp với nhau không, tại vì ở đây có hai gậy, tức nghĩa là hai cái gậy này vừa giống và vừa khác. Một cái cây gậy á, thì nó là một cái điểm tựa cho người này, còn một cái cây gậy á, thì mình cảm giác giống như là đôi khi người này họ cảm giác giống như là cái này nó là không không giống như cái mình mong muốn, họ muốn đi tìm một cái khác. Tức nghĩa là có những cái bạn thật sự đáp ứng yêu cầu và có những cái nó nằm ngoài cái mong muốn của họ. Tuy nhiên họ tin rằng á là cái chemistry, cái sự thu hút, cái sự hấp dẫn giữa 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 bạn với họ nó có một cái gì đó mãnh liệt hơn cái này. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là bỏ qua đi những cái yếu tố khác biệt. Họ họ không nhìn vào những cái yếu tố giống nhau, họ nhìn vào cái chemistry, họ nhìn vào cái chất xúc tác, họ nhìn vào cái cảm xúc giữa hai người với nhau, họ nhìn vào những cái thứ mà gọi là lôi cuốn, thu hút ở nhau, họ nhìn vào những cái mà đôi bên thấy được hoặc là đôi bên đang vờn bắt với nhau. Tức nghĩa là họ họ nhìn vào cái vui chứ họ không nhìn vào những cái buồn, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là mình thấy là người này họ luôn luôn mình cảm giác giống như là có vẻ bạn là một cái người mà mang tới một cái niềm vui nào đó cho họ. Tức nghĩa là trong cái thế giới của người này là một cái thế giới nó hơi cô đơn, nó hơi nguyên tắc, nó hơi bài bản, và bạn là một cái người nào đó giống như là giống như cái bà này, bà ở một cái hành tinh và tự nhiên giờ bà giống như hành tinh của bà là chỉ có bà với thú vật, xong tự nhiên giờ có một thanh niên lạc vào cái khu rừng này thì bà say đắm cái thanh niên này, hoặc là kiểu giống như mê trai đó. Mà thì bạn là một cái gì đó mà nó làm sống dậy cái cảm xúc ở trong họ, hoặc là bạn là một cái người mang tới giống như là câu chuyện hồ ly tinh đó. Giống như là bà này là tu đắc đạo, xong rồi giờ bạn là một cái thanh niên vô tình lạc vào cái thế giới của hồ ly tinh, xong bà này bà biến thành hồ ly, bà chơi với bạn để bà coi coi là bạn thật sự có phù hợp với họ hay không. Họ muốn đùa giỡn ở đây theo không không phải là theo cái nghĩa mà gọi là bông đùa, chơi đùa, mà là họ muốn được tiếp xúc, họ muốn được gần gũi, họ muốn có một cái sự kết nối, và cái sự kết nối này nó đến thuần túy từ đôi khi là một cái sự tò mò, đôi khi bởi vì họ cảm thấy bạn là một cái thế giới mới, một cái chân trời mới, một cái gì đó rộng mở khác với những cái mà họ từng trải nghiệm. Bởi vì mình nói rồi, cái người này nè là cái người họ luôn luôn trong một cái khuôn khổ nào đó họ rất là cứng, và bạn giống bạn nhìn bài nha, nó trắng chạch hết, xong ở dưới là nó vàng khè hết, từ tới đây nó mới vàng, mà ở đây mới có nam nè, là bạn nhìn thấy giống như bạn là một cái tia lửa, một cái gì đó nó thắp sáng cái thế giới của họ, nó làm ấm cái thế giới này lên, và mình gọi đó là mê đắm trong cái môi trường này. Và họ cũng không biết là cái này nó sẽ đi đâu về đâu, và họ cũng chả biết cái cảm giác này định nghĩa là cái gì, chỉ là họ biết là bây giờ nó vui, bây giờ nó là như thế thì nó là như thế, còn còn nó là về sau như thế nào, nó như nó ra sao, nó có happy ending hay không, hay là nó sẽ đi đâu về đâu, họ chưa nghĩ tới, hoặc họ cũng không muốn nghĩ tới, bởi vì họ cảm giác giống như là nó là một cái gì đó nó ngoài tầm kiểm soát của họ, nó là một cái gì đó mà họ 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 cũng chỉ mong nó là như thế này thôi á.